Let it go, all the boots are like whoa. Think I go, cause it over. I see. 한여름에 전한 겨울. Yeah, girl, you cold blood. Yeah, 너와 있을 때 I swear. 제가 뭔더 zero 폭설한 게 chilled. 꿈에도 I wasn't dumb. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들어 단판이 돼도 머릿속을 흔드니 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 아마 빠져버릴까 if you want me back I'll tell you I'm sorry if you want me back. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trinh. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay Kisato giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà vườn đẹp được công ty Kisato thiết kế cho gia đình anh Phạm Văn Đại tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng theo dõi thông tin trong video này để có thêm những ý tưởng cho tổ ấm của gia đình mình trong tương lai nhé. Sau khi nhận được cuộc gọi của gia đình anh Đại, Kisato đã cử một đội khảo sát về để đo đạc khu đất cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình anh về ngôi nhà trong tương lai. Chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà hiện tại của anh đã rất xuống cấp, công năng thì không được tiện nghi. Đó chính là lý do vì sao mà anh Đại đã phải phấn đấu làm lụng vất vả, dành dụng số tiền là 900 triệu để xây dựng một mẫu nhà vườn mà anh mơ ước. Lắng nghe được những thông tin nguyện vọng của chủ đầu tư, đội ngũ kiến trúc sư của Kisato lại lên phương án thiết kế một mẫu nhà vườn được gia đình anh rất ưng ý và hài lòng. Mẫu nhà có 4 mái Nhật mà Kisato thiết kế cho gia đình anh Đại được đánh giá cao về ngoại thất bắt mắt, thu hút cùng công năng tiện nghi, khoa học, mang đến cho gia chủ không gian sống thoải mái, rộng rãi. Mẫu nhà vườn với chiều ngang là 15,3m và chiều sâu công trình là 11,5m. Chúng tôi thiết kế một phòng khách có diện tích 31m2, một phòng thờ 10m2, 4 phòng ngủ thường có diện tích lần lượt là 16m2, 15m2, 13m2 và 16m2, một nhà tắm 3m2 và một vệ sinh chung 2m2. Mẫu nhà vườn mái Nhật được thiết kế độc đáo theo phong cách hiện đại gần gũi, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên sức hút với bất kỳ ai đi ngang qua. Ngoại thất nổi bật với tông màu trắng thanh lịch, đan xen với những màu sắc trang trí như xanh than, đen cuốn hút. Không chỉ vậy, phần chân tường còn khéo léo ốp gạch men cao cấp màu xám, vừa giúp bảo vệ tuổi thọ của công trình, vừa đem đến nét đẹp sang trọng, độc đáo. Ngôi nhà vườn mái Nhật với 4 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách trẻ trung, không có nhiều phào chỉ, chi tiết rườm rà nhưng vẫn vô cùng thu hút. Việc ưu tiên sử dụng hệ thống cửa nhôm kính Sifa bản lớn trong suốt giúp không gian nội thất lấy được nhiều ánh sáng mặt trời và gió tự nhiên, tạo nên một không gian sống hòa nhập, gắn bó với thiên nhiên, xua tan đi sự bí bách, ngột ngạt và tù túng. Từ đó góp phần công dụng không nhỏ, mang đến sự thông thoáng, rộng rãi và giúp cho ngoại thất trở nên sang trọng, ấn tượng hơn. Để tạo nên sự khỏe khoắn hơn cho mẫu thiết kế nhà vườn mái Nhật, ở vị trí hiên nhà còn được kiến trúc sư bố trí thêm với hệ thống cột trụ vuông vắn, những thước cột đại diện cho phong cách hiện đại trẻ trung, thổi hồn nghệ thuật bởi những khối màu sáng kết hợp với vân mây tương phản trang trí. Không những vậy, phần chân cột được đắp to ốp đá nhằm mục đích mang lại sự bảo vệ tốt cho không gian ngoại thất, làm cho ngôi nhà có 4 đẹp trở nên tỏa sáng theo năm tháng và không bị lu mờ trong mắt mỗi con người. Ngôi nhà vườn sở hữu khối mái Nhật tương đối đồ sộ, đua ra ở 4 phía xung quanh. Mái Nhật gây ấn tượng với gam màu xanh than, lịch lãm kết hợp với sự giật cấp tinh tế và sở hữu độ dốc vừa phải nên rất phù hợp với điều kiện khí hậu ở nước ta. Nhằm tôn lên sự gần gũi, truyền thống thân thương nhưng không kém phần đặc sắc, sang trọng. Bên ngoài mẫu nhà vườn mái Nhật được điểm tô bằng những bồn hoa nhiều màu sắc, cây bóng mát, tiểu cảnh xanh mướt, tạo nên cảm giác vô cùng thân thuộc và gần gũi với thiên nhiên.
Sau những ngày dài mệt mỏi với công việc và học tập, trở về với ngôi nhà thân yêu đầy hoa lá của mình sẽ phần nào giúp cho tâm hồn của gia đình chủ đầu tư dễ chịu, sảng khoái hơn rất nhiều. Ngoài ra, kiến trúc sư còn thiết kế thêm một chòi ngoài trời với hệ mái màu xanh than để đồng bộ với công trình nhà vườn. Tại đây chúng tôi đặt một bộ bàn ghế, xung quanh là các mảng cỏ non xanh cùng hoa lá xanh mát. Đây là một nơi lý tưởng để các thành viên trong gia đình thư giãn, có thể nhâm nhi tách cà phê, đọc sách vào mỗi buổi tối hay buổi sáng, cảm nhận được cuộc sống thật bình yên phải không ạ? Vậy là tôi vừa giới thiệu xong về mẫu nhà vườn của gia đình anh Đại. Nếu quý bạn cũng đang cần tìm kiếm cho mình một mẫu nhà đẹp, hãy đến với Kisato. Với đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà ở trên khắp 63 tỉnh thành, đảm bảo sẽ mang đến cho gia đình bạn những mẫu nhà đẹp nhất, bắt kịp với xu thế thời đại. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp, hãy nhấn like, share và bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn vào đường link bên cạnh để nhận thêm được những phần quà hấp dẫn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.